Xin chào mọi người. Trước trong cái bài mà gỗ để trồng lan á, thì có một bạn comment nói vườn cần cỏi thớt chứ thớt không. Thì hôm nay mình làm cái clip giới thiệu sơ về cái vườn ha. Bạn nói chơi là vườn gì đâu mà cần cỏi thớt tùm lum hết. Lan cần cỏi không sống được. Thì đa số là nó vừa mới chốt ngọn xong rồi nó rụng lá hết rồi. Thì hôm đó mình quay cái clip đó thì nó vừa rụng lá. Ví dụ như đây, nó chốt xong rồi để khô là nó rụng hết. Hôm nay bắt đầu nó ra lại đây. Thì đa số là mình mới ươm thôi. Mấy cây mà lớn lớn là di chuyển đi hết rồi, di chuyển lên cao. Thì ở dưới là mấy cây để ươm nhỏ thôi. Thì bên này có dễ hạt nè, cho không có ươm, mua những cái cây lớn không, ít mua những cái lớn, mua những cây nhỏ nhỏ không à. Về trồng 2 năm rồi cắt ươm ra. Đó. Đây lào nè, dễ hạt lào. Đây là chầm bin ma. Chầm bin ma thì cái này là nhạc các bà luôn, nhạc các bà. Cái này cũng trầm min ma luôn đó. Thì bên này có một trụ ngọc điểm đó. Trong dưới này nó thiếu nắng, sao cây nó bệnh dữ lắm, nó ẩm nhiều quá đó. Này có còn một khúc khúc trầm nó rớt xuống, nó nằm ở đây rồi nó sống luôn, nó chỉ cột lại nó mọc lên luôn. Này ngọc điểm nó bị mấy con rẹp nè xịt thuốc rồi á, mấy con rẹp này chết hết rồi, cái tay cày nó ra nè, xịt rượu cồn ngâm với tỏi ớt ha. Ở dưới này có con cây mới bị con sên cắn, được trước bị cắn lần giờ cắn nữa. Cái này mấy chú mà nó rớt quá, nó bị ẩm quá sao ạ. Đa số là mới trồng cây năm đầu không. Đây, bên này có long tu. Cái dây hạt lào. Cái cây này tím nè. Cái này cũng dây hạt lào luôn. Tím, lá tròn tròn ha. Đây. Nhìn xa thì thấy nó rớt vô, nhìn gần thì thấy rất nhiều cây nhỏ nhỏ đang lên ha. Cái này cũng mới trồng hồi mám rễ ghê không. Cái đi từ miếng kia qua miếng này luôn. Đây cũng vậy. Này dãy hạt sơn la, thân to lắm. Cũng mới ươm thôi. Cái này thì ươm năm thứ hai rồi. Cột trên cái miếng này nhỏ quá, nó không nổi. Nó rêu nhiều, rêu quá trời luôn. Cái này cũng không nhớ cái gì nữa. Cái này bắt đầu nó lên trở lại nè. Cái này hạt cát bè nè, bắt đầu nó nảy mầm trở lại. Sau một đợt khô hạn nó rụng hết lá thì nó sẽ mọc trở lại. Cái cây này trầm lào. Đi qua đây, đi xuống dưới đây. Có này cũng dây hạt cát bà luôn. Cũng đang nảy mầm trở lại. Đây, nảy mầm xanh nhỏ xíu đây. Đó, nó đang nảy mầm trở lại. Nó cứ mấy cây này chốt lá là nó bắt đầu nó rụng lá hết. Đây, mấy này này dây hạt trường sơn nè. Dưới đây chậm, nguyên khúc chậm luôn. Trồng xung quanh luôn. Cái này như trầm miên me. Dây hạt lào luôn. Nói chung là một cái cây tách ra rất là nhiều.
nhánh hồi trước cái chùm nào hồi trước là trồng trên cái thớt nhưng mà nó nấm dữ quá, tức me nó nấm dữ quá thì mới tách ra nhiều khúc nhỏ như vậy. Thì hôm nay nó tạm tạm ổn rồi, nó bám rễ là nó ok rồi, vài bữa nữa đưa lên trên cao là nó có nắng là nó lên rồi. Cái này là phi tiên ha, cái này ghép chơi thôi chứ cái bụi mẹ của nó bự lắm. Đó, ghép chơi cái khúc này nó không đủ nước á, nên nó tàn thôi. Đó, hồ điệp này mới cắt chuỗi xong rồi mới để trồng lại á. Nó rễ quá trời luôn, trồng nhiều năm á, để nó ra là khỏi ấy luôn, khỏi phải giá thể gì hết. Đó, hồ điệp cái này cũng có trồng luôn. Cái con đẻ từ dưới lên trên luôn, tùm lum hết đó. Cái con chui từ dưới lên trên luôn đó. Cái con quá trời luôn. Đây, cái con trồng lâu năm lắm rồi, mới cắt thôi trồng lại xong. Cái này, cái cây đổ quệ này là sinh ra và lớn lên Sài Gòn luôn. Trước làm ở khu nhà cao tầng á, cái nhổ nó ở mấy cái nắp mà nó mọc ở mấy cái nắp hồ nước á, bùn ngầm á. Còn này thanh đạm ba gân, cái này trồng lâu lắm rồi các bạn. Thanh đạm ba gân trồng bỏ có hoa luôn á, bỏ bê biết cái bây giờ nó còi cọc luôn, ít tưới còi cọc luôn, bây giờ mới đổ thêm đất gì vô. Trồng theo cách hôm trước mình cái clip mình làm chia sẻ kinh nghiệm trồng thanh đạm á, trồng bằng xỉ than. Bây giờ nó lên khá tốt. Ở trong này là đuôi phượng, len đuôi phượng á. Cái loại này khó trồng như vậy mà trồng theo cái cách đó mà cũng lên được nữa. Đây, trồng bằng xỉ than luôn mà hồi trước là đắp cao lên tới đây luôn á, bây giờ bỏ bớt rồi. Nó cũng sống được mà nó bị rệp bám nhiều quá, chưa có sụp thuốc cho bỏ trong góc nè. Hoa nó cũng nhỏ xíu thôi. Rồi chúng ta đi ở đây mình có giò ngọc điểm ha, đây cái rễ đây. Đó, giới thiệu qua cái này, nó lá nó bị dành đỏ cắn á, làm biến xịt quá, xịt cái rượu tỏi ớt á thì nó cũng hết, làm biến xịt quá nên nó vậy. Đó, cây to khủng luôn. Cây này là trồng từ từ hạt luôn á, cái hạt nó nảy mầm ở dưới gốc cây mẹ, cây mẹ thì chết ngắt, cây con thì còn sống, cái hạt thì nảy mầm còn sống. Đó, tới giờ trồng lâu lắm rồi, từ hồi 28 giờ 9 năm, cây một điểm 9 năm tuổi, khủng chưa. Đó. Hồi trước ghép nó lên một cái miếng vỏ me tây á, cái vỏ cây me tây tốt lắm. Đó, bạn nào mà nhà có cây gần chỗ nào mà có cây me tây mà cố thụ á, bóc mấy cái vỏ mà dày dày á, trồng nó tốt lắm, nó bền mà nó họ đậu hay sao, nó cung cấp đạm nữa. Mấy cây hồ điệp công nghiệp này, trồng mấy hàng công nghiệp thì chán lắm, không muốn trồng luôn á. Này căng dịp hai phút. Đó, ở trên cao thì có chim điệp với giò lông tu nữa, cao quá. Ở đây có núi chú. Núi chú con thôi, mới ươm thôi. Đó, các bạn nhìn thấy nè, nó bắt đầu nó lên trở lại nè, thấy không? Nó chốt lá là bắt đầu nó rụng lá hết, nó vô đợt nắng á, không biết trên rừng nó sao mà đưa về nhà giống như nó rối loạn sinh lý sao á. Đây, một gốc đẻ hai nhánh, tưới bằng thuốc cái phân hữu cơ.
Nếu không khô hữu cơ nên nó tốt lắm. Nên nó lên trở lại rồi ha. Đó, các bạn chơi xấu thì chắc chưa đúng lúc ha, coi chưa đúng việc ha. Này cẩm cù mới trồng thôi. Cẩm cù mới trồng, thấy ra rễ rồi ha. Dưới này có lan hài. Lan hài này trồng bằng đất lung á, nguyên đất lung. Cái này là hài hài gấm. Thấy nó cũng lên tốt, ra rễ cũng trồng được 2-3 năm rồi gì á. Rồi, bên này cũng có hài gấm nè. Cái này hài hồng. Hài hồng thấy cũng tốt. Này hạt vĩ cũng mới ghép qua thôi. Này cái hạt sơn la ươm các khúc là ươm mỗi mắt một cây đó, rất là ươm khá là đạt đến 80% lận. Quá trời luôn, mỗi mắt một cây luôn. Đó, bạn nào mà quan tâm đến cách ươm này á, cái cách này là không có dùng bột ươm kia ha, độc lắm. Quan tâm thì lần sau sẽ làm tiếp chia sẻ cách ươm này. Bên này thì lông tu. Đó, bên này thì có hai cọng dây hạt Quảng Bình, nó bị nó hư gốc á. Cái gốc nó bị hư, cái treo ngược vậy nó ra cây con quá trời luôn. Đây. Bên này thêm một mớ dây hạt sơn la nữa. Nó cứ ươm khúc rồi. À, cái này là chầm chứ không phải dây hạt. Đây, dây hạt đây, dây sơn la đây. Nó cứ mỗi mắt nó sẽ ra cho một cây. Mấy cái này là khúc già rồi, khúc gần gốc rồi. Mấy cái khúc mà ở gần ngọn nó mập á, thì ươm cái tỷ lệ nó đạt cao hơn. Thấy hồ điệp rừng dễ trồng không? Rồi, giờ mình giới thiệu qua một cái khác. Đó, hồ điệp rừng mới trồng lại nè. Là một cái gáo vậy đó. Trồng quay vòng luôn, có bông nhìn nó đã. Hải yến. Cái này hải yến rớt quá, trồng lâu năm nữa à. Giờ không dám móc ra trồng lại, nó chết, đợt trước chết một cây rồi. Đó. Bên này là kiếm. Bộ kiếm siêu khủng. Trái của nó to bằng nắm tay luôn. Đang chờ bông. Chờ sổ bông lần đầu tiên mà không thấy, chưa thấy nữa. Có ra bông lắm. Đó, ở trên này là một thớt trồng cái thớt này trồng hạt vĩ mà nó bị nấm dữ quá. Đó, các bạn thấy tơi tả luôn, hồi trước đẹp lắm giờ tơi tả luôn. Tôi thấy cái tầm quan trọng của chọn gỗ không? Cái này mà trồng trên thớt chàm là bảo đảm bây giờ đẹp rồi. Trồng trên cái thớt này lùm ở đâu á, lùm ở ngoài đường á, còn mới lắm nha, trồng nấm kinh khủng như vậy. Bạn thấy cái kiếm không, khủng không? Trồng trên một cái miếng gỗ thôi mà nó ra để kinh khủng không? Có khuyến mãi mua bộ kiếm khuyến mãi thêm mấy cây gì không biết cây gì nữa, không phải tổ quà, cái dương sĩ vậy. Đó. Cái để luôn, để cho nó giữ ẩm luôn. Đó, dương sĩ chứ bộ kiếm lên khủng lắm. Bây giờ cái dương sĩ đó nó lớn còn nhanh hơn cả bộ kiếm nữa. Chị xin ai mà chị là chị nhỏ chị. Đó, bên này dãy hạt Trường Sơn. Dãy hạt Trường Sơn hồi trước trồng trên một cái thớt
nó bị mấy con yêu quái nó phá quá, nó hư gốc rồi mưa nó ẩm nó chết á, nên tách ra trồng lại lên khá tốt ha. Lên khá tốt. Rồi ở đây trầm min me, nên một giò trầm min me nó chốt lá hết rồi. Cái giò trầm min me này hồi trước thì cũng các bạn thấy nè, các cái thân nhỏ nhỏ thôi, ươm từ các cái thân nhỏ nhỏ thôi. Cái này năm thứ hai thì nó to đó, này ươm từ thân con lên năm thứ hai thôi, thân to tưới phân hữu cơ á, ngầm có một cài chút xíu thôi, có ký mấy bánh dầu với lại cái men á mà nó lên ghê không, tưới mấy năm chưa hết nữa. Nè này kia đâm đầu nè, năm thứ hai nè, ổn chưa, quá trời luôn. Hồi trước cứ còn mấy cái vùng vùng ghép vô đây cứ nghĩ là nó còi chứ lên kinh khủng không đó, nguyên giò luôn, giữ chưa. Nó mọc mấy cái rêu này nè, nhiều người thấy nói là rêu nó hại để thấy nó giữ ẩm tốt mà khá là tốt, nó giống như trên rừng vậy, rừng tự nhiên trên rừng luôn đó. Cái khúc gỗ này là cái lỗi cây tràm hôm trước trong cái clip mà gỗ trồng lan mình có nói tới đó, nó bền không. Một cái giò khủng khác, cái đây thủy tiên kinh khủng không. Cái giò thủy tiên này trồng lâu lắm rồi, hồi trước có hồi trước trồng có 3 nhánh thôi đó, bây giờ nó lên kinh khủng, thấy chỉ có mỗi mình thủy tiên này là trồng hoài không cần phải thay giá thẻ thôi đó, nó không thối rễ không gì hết, không chết không gì hết, lên mà nó không có hoa thôi, nó không có hoa gì hết trơn á. Đó, nguyên giò bự ghê không, nặng lắm. Bạn nào biết cách mà chèn cho nó ra hoa chỉ mình ha, từ nó ra nắng hay rụng hết lá chứ cũng không ra hoa được, rễ kinh khủng không. Hồi trước còn tưới phân hữu cơ chứ giờ hết rồi, giờ bỏ nó luôn, cho nó tắm mưa, cho nó tự sinh tự diệt luôn. Trồng riết không ra hoa, tưới nhiều quá nó lớn khủng quá. Còn cái này thì hôm trước giới thiệu rồi. Cái này là vảy rồng. Vảy rồng trên giò này cũng có hai loại ha, loại lá nó đầu lá tròn tròn nè, trên loại đầu lá dài nữa, đầu lá dài thân nó nhìn nó khác hơn. Đó. Ở bên này thì chầm thái, chầm luồn thái cũng trồng trên cái lõi cây tràm hôm trước mình nói luôn á, cứng dễ mang bền. Cái loại này thì hoa to lắm các bạn. Rồi ở đây thì có trái gấc, thì trong cái mà clip mà trồng che nắng cho lan bằng dây leo á thì có nói các bạn rồi ha, vừa có trái ăn mà vừa có ấy nữa đó, niềm vui nhân đôi. Rồi mình đi một vòng qua đây, qua này mình có cẩm báo nè, cẩm báo một bữa thối ngọn nó mọc ra kêu cái khác giống như bị dành đỏ cắn vậy á, chưa có xịt thuốc gì hết, chưa có chữa trị gì hết đó. Này cũng hồ điệp nè, trồng lâu lắm rồi nó dài ra, hồ điệp dễ trồng lắm bạn, thậm chí là gáo rớt rồi bể nè, bể rồi không trồng lại nó cũng ra cây con tài lê luôn ha. Chưa thấy cây nào mà dễ trồng như hồ điệp rừng á, dễ trồng nhất trong các loại lan rừng luôn. Chưa trồng lại nữa, để lát nữa trồng lại.
Bên này thì có cẩm cù, cẩm cù lá tim luôn, cẩm cù lá tim, cẩm cù này hoa trắng nè, màu trắng, trồng trên cái khúc cây tràm mà nó mục quá rồi. Trồng lâu năm lắm rồi, bây giờ khỏi cần luôn, khỏi cần cây luôn, nó bám dây nhiều rồi nó tự ấy luôn. Cái cây tre mục nó ghét để ở đây rồi nó tự bám vô luôn. Bên này có cây cành dao cũng trồng 3-4 năm rồi nè, mua con còng mà, trồng sẽ chết mua con còng. Chưa thấy bông luôn. Chuẩn bị chi dời nó lên trên cao ha, cho có nắng. Cái này cẩm báo. Cái này hổ bì. Thấy không? Hổ bì to khủng không? Đó, cái này cũng cắt ra chùm lại thôi. Hổ bì này có hoa luôn rồi, nhưng mà phải hành hạ nó dữ lắm nó mới có hoa. Đưa nó ra nắng phơi khô nó mới có hoa. Đó. Đó, thì ở đây cũng có hổ bì nè các bạn. Cái này trồng phía ngoài một lên cái cột á. Đó, hổ bì nè. Thấy không? Cây ở ngoài, cây ở trong khác nhau, ở ngoài nắng nhiều. Đó. Cái này chưa bao giờ có hoa luôn, trồng lên cao lắm rồi. Để riết mà nó rớt nó chết luôn. Lâu quá không tưới cái làm vàng á, giờ cái trụ cái không tưới nó cũng sống nha, giờ cái trụ ra bóc rễ cái nó chết. Ở bên này có bụi kiếm nữa, kiếm tường thôi, kiếm lo hội thôi. Điểm. Ngoài gà thôi. Đây, cái này là vũ nữ, trồng cũng lâu lắm rồi, tách bụi tè le, phun thuốc mới có hoa, không phun thuốc nó không có hoa gì hết trơn á. Cái này bạch cầu, cái này bạch cầu để lâu rất quá, dễ hoa lắm, mà để trồng lại. Đây, nụ nè, nụ quá trời nè, cứ lâu lâu nó ra đúng nụ gì đó. Chắc khó thấy lắm hả? Căn dịp này thì có căn dịp đây. Này hoa cherry tim. Rồi, kết thúc phần 1 ở đây hả các bạn. Còn phần 2 nữa lên trên vàng nữa, trên vàng cũng còn một mớ nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip.